What is it today? Naturally, if you want to return the fifth. Back to normal, you're going to have fifth? To meet us first. Okay. Hôm nay là ngày 5 tháng 9. Bữa tối có sườn nấu với rau muống. Rau muống vớt ra ăn trước với chanh. Còn sườn thì chấm với nước mắm. Use the hand. Xương bỏ vào bát này. Nào, ăn xong thì bỏ bát ra đây. Đấy. Chấm vào nước mắm và cặm xương. Sườn nấu sơ sài thôi, nấu kỹ thì nó không ngon. Đấy, bỏ sườn ra đây. Sau đó thì ăn cơm với nước. And what's the Tony program? Nothing. Now what? That is I eat the meat. Eat the sườn, yeah. You use the hand. Now, cầm tay đi. Cặm xương. And put the bone in this bowl. I see you. What's wrong, Rhys? It's all right. And after that, you eat rice with soup. Clear soup. I'll have to put my faith in his raw talent. Now listen up!